Khi bố tôi giải thích vì sao bố mẹ hay cãi nhau. Mẹ thì bảo tao là vẽ chít cho mẹ nè. Nhưng mà tao không vẽ được chít đâu. Không vẽ được thì hát thôi. Không vẽ được thì hát, hát tiếng nào ấy. Hát thì mồm béo hát thì sao được. Hát cái bài xăm bay đi phước phường ấy. Sáng mai đi quốc vườn ấy. Nó trẻ còn chả hát nè. Hát rồi không có người nghe bây giờ. Già rồi mếu mà mếu máu hát ai nghe. Thế thời trẻ bố mẹ ở với nhau có hay cãi nhau không? Không, mới hồi trẻ thì không cả biết cãi nhau. Thế bây giờ? Bây giờ mẹ cứ hay gây sự với bố này. Mẹ bắt nạt bố là méo mồm không nói được. Mẹ còn bắt nạt bố? Ừ. Thật không? Thật. Thế bố thế mình ra ngoài, nếu mà nói cái chuyện này nội ra ngoài là người ta bảo bố sợ vợ đấy. Sao không được, mình vào mình sợ vợ mình chứ sợ vợ người khác đâu. Bao nhiêu? Sợ vợ là sống đắc thọ. Đúng không? Thế sợ vợ là đúng à? Có cái đúng, có cái sai. Nếu mà ghét vợ thì chết, bó mò à. Thế còn sợ vợ thì sao? Sợ vợ thì đắc thọ. Mà khinh vợ thì chết, bó mò. Bó mò là cái gì bố? Lấy cái mò cao bó thôi, không có quan tài gì hết. Thế là bố ngoan đấy. Mẹ mà cứ nói hư hỏng thế, mày nghe thế. Thế bố ngoan ở chỗ nào hay bố không ngoan ở chỗ nào? Nghe lời vợ, sợ vợ. Vợ mình phải sợ chứ. Thật á? Không sợ thì đuổi vợ ra đường à? Nhưng vợ của bố con cũng sợ mà. Có phải mình bố sợ đâu. Thì mẹ mày đẻ ra ngoài chẳng vắng ngoài được à? Thế á? Sao nói chuyện với bố lúc nào con thấy đuối ní thế? Tại vì mày đuối ní thì mày mới là con của bố. Chứ mày cứng ní mày ra là thầy của bố. Ôi trời.